có thể nói là tiết mục hài duy nhất trong chương trình, nhưng mà chúng ta đã chờ đợi từ đầu đến bây giờ thì em cũng đã có mặt ở đây để đem đến những tiếng cười hết sức là ý nghĩa và duyên dáng để tặng cho tất cả quý vị. Đó chính là tiểu phẩm hài được mang tên Tìm Kiếm Tài Năng, và chúng ta sẽ cùng chào đón phần biểu diễn của diễn viên Lâm Nguyễn và danh hài Gia Bảo. Một tràng vỗ tay thật lớn. Dạ, xin được phép kính chào tất cả bà con tại chùa Vũ trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Trời đất ơi, ngày hôm nay chờ lắm mới có một cơn mưa mát không quý vị? Lá to hơn mát không quý vị ơi? Trời đất ơi, nghe bà con mát mà em thấy ấm lòng quá trời. Tới cái chùa Vũ lần này là bây giờ cái nhiệm vụ của em đặc biệt dữ lắm nha, là phải tìm ra được một cái giọng ca để chi, để góp vui cho bà con ở đây với lại cái tài năng trẻ nữa. Mình em nghe nói là cái cuộc thi tìm kiếm cái giọng hát hay ở chùa Vũ này bây giờ gần hơn mấy ngàn người rồi, mà thi riết thi rộng rã mấy năm trời, bây giờ còn duy nhất có một thí sinh còn lại thôi. Bây giờ mời thí sinh đó xuất hiện. Em nghe anh ơi, em tới rồi anh ơi. Ây cha, chào anh. Dạ em đây. Trời ơi, nhìn mặt phúc hậu quá trời. Em đội mưa em tới đó. Trời ơi, quý quá trời ơi. Dạ. Đây, cho em thi đi. Trời ơi, thi liền chứ trời gì nữa. Em ở xa tới đây đó. Em ở xa bây giờ nè, giới thiệu cho mọi người biết coi em ở đâu. Em hát thử, em đoán thử em ở đâu nha. Trời ơi, còn gặp khó thử được chơi luôn. Vậy mới hay chứ. Rồi, thử nha. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Vậy lỡ Cần Thơ. Nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. À, Hậu Giang. Sở trăng đón chờ nghe lời ráo. Cô nàng bán bánh con mua giùm em bánh tráng Tây Ninh. Ây da, vậy là ở Tây Ninh. Em ở Tân Bình. Cái gì kỳ vậy? Ở vườn tám á. Gì kỳ vậy, cái nội hát quá chị hát. Hát Sóc Trăng, Cần Thơ, đủ thứ, cuối cùng ở Tân Bình. Ừ vậy. Gì mà ở gần đây, cái đó đại gần đi luôn đi. Họ nói vậy ta thấy có xa rồi chứ. Rồi, nói chung là mới vô cái phần mở màn mà thấy rinh rang như vậy rồi. Dạ. Giới thiệu tên rồi. Em không lấy tên Việt Nam đâu. Ây, mình lấy tên nước ngoài luôn hả? Ca sĩ lấy tên Hàn Quốc. Ồ, dữ hả? Ba chữ. Ba chữ luôn hả? Anh biết Giang Đông Gun không? Vậy em là Giang Đông Gun. Bình thường. Trời ơi, Giang Đông Gun mà bình thường luôn hả? Biết Park Hang Seo không? Park Hang Seo, à, cái ông mà bóng đá đúng không? Chuyện nhỏ. Ủa trời, ông đó mà chuyện nhỏ luôn hả? Biết Lee Min Ho không? Trời ơi, sao không biết Lee Min Ho, đẹp trai em Lee Min Ho hả? Không bằng em. Trời ơi, Lee Min Ho mà không bằng em gì mà dữ vậy ta? Em tên gì vậy? Em tên gì? Chihuahua. Chị. Ủa, Chihuahua là con chó mà ta. Ây, anh đừng có nhớ cái chữ đó. Rõ ràng Chihuahua là con gì quý vị? Con gì? Chó. Đó. Con cún. À, con gì? Con cún. À, con cún hả? Đừng có coi thường tên giá trị lắm á. Ủa, dữ gì hả? Mười mấy triệu một con bớt hả? Ờ, ha, đúng rồi, con đó mười mấy triệu một con lận. Hát được, sủa được, giữ nhà được luôn. Ôi trời đất ơi. Có hát hay quá, cô kia dẫn về nhà giữ nhà 3 ngày mới cho đi hát tiếp. Ôi, vậy bây giờ anh nhất định nếu dụ dòng này mà anh thắng, em cho, anh cho em vô đây giữ chùa được chưa? Em là dẫn ca bắt trộm mà. Dẫn ca bắt trộm luôn hả? Em mà vô giữ chùa đứa nào đụng vô thùng Tam Bảo lại cắn liền. Ây, dữ vậy ta. Thôi bây giờ giới thiệu tên được rồi. Dạ. Bây giờ bắt đầu mình thi đi. Thi đi. Thi ứng xử trước nha. Ủa, anh đâu có thi hoa hậu, đâu có ứng xử nữa. Không có. Bây giờ ca sĩ là mình phải biết giao tiếp với khán giả. À, biết đối đáp với khán hiểu giả. Rồi, hiểu rồi. Ừ. Có nghe ca sĩ phải ra hát rồi đi vô. Đúng. Mà phải biết giao luôn, mình cầu chúc và khán giả mới thương mình. Chính xác. Lúc nào mới trân trọng khán giả đúng không? Đúng. Dạ, nhưng xin kính chúc toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay. Lúc nào cũng cần là hạnh phúc, lúc nào cũng cần là thành công. Tình lúc nào cũng đầy tim và tiền lúc nào cũng đầy túi. Vỗ tay quý vị ơi. Trời ơi, cái cô chồng không chứ mới lùi vậy đó. Thi đi anh. Rồi bây giờ thi ứng xử nha. Dạ. Đầu tiên là thi đối đáp trước. Đối đáp hả? Anh đối một câu thì em đáp lại một câu. À. Đồng ý không? Anh ra câu đối. Đúng. Em đáp lại một câu. Đúng. Nếu mà nó có dần mà nó vui mà quý vị để ủng hộ là anh thắng phải không? Chính xác. Dạ quý vị ủng hộ giùm anh quý vị ơi. Ủng hộ hả? Bà con vùng tám tôi mình tôi không hết. Trời ơi, kêu bà con tới đây không hả? Ừ. Rồi bây giờ bắt đầu nha. Ra đề đi. Câu đầu tiên. Đúng. Chim quyên ăn trái nhãn lồng. Chim quyên ăn trái nhãn lồng. Đúng. Thương em dù biết em mấy chồng anh cũng thương. À. Đó là mình cam chịu mà tiếp. Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. Ây, giờ này bắt đầu nó tới rồi đó. Tới chưa quý vị?
Rồi câu cuối nè. Được. Má ơi đừng gả con xa. Má ơi đừng gả con xa. Được. Gả qua bên Mỹ lấy Obama được rồi. Ây cha. Cái ông đó mình ở nhà trắng nhưng mà đâu phải nhà đường. Tôi thấy cái chị kia vỗ tay quá chị vỗ tay nha. Phải. Giờ câu cuối nè. Dạ. Đố ai nằm giọng không đưa. Trời ơi. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Anh ơi nằm giọng anh không cho đưa hả? Trời ơi vậy mới gọi là ứng xử đối đáp chứ. Ôi nằm giọng đưa nó đã lắm. Không, khó vậy mới gọi là thi. Đố ai nằm giọng không đưa. Đúng. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Đúng. Người chết nằm giọng không đưa. Người đuôi gặp lại người xưa không nhìn. Trời ơi dữ vậy ta. Đuôi lấy con mắt đâu mà dễ. Trời ơi hay không cái gì. Hay ông ngồi tay lớn nha em ơi nè. Đó đạt đó. Trời ơi đã quá trời đã nha em. Thắng rồi em thắng rồi. Chưa có thắng. Chưa hả? Sao thắng dễ dàng vậy được. Bây giờ đố nè. Đố sao anh? Bây giờ đố nè. Đố anh, đố em nha. Đố con vật hả? Đố con vật nha. Dạ, dạ. Rồi. Con đầu tiên là cái gì à? Con gì quên rồi nè. Anh có thật sự đố không? Anh thật sự đố chứ đố nè. Đố em là con gì? Anh có thật sự tỉnh táo không vậy? Anh đang rất tỉnh táo để đố em nè. À đây, đố em nha. Rồi. Con heo. Heo gì? Heo gì ta? Con heo gì ta? Trời ơi! Con heo gì ta? Ở đố ta mà hỏi con heo gì ta? Đây. Con heo gì màu đen? À, heo bún. Sai. Heo bực. Sai. Heo heo. Sai. Heo gì? Con heo chuồng. Con heo chuồng màu đen đúng không? Đúng chưa quý vị? Ủa ba này vô chuồng mà cờ bạc vậy trời. Cái gì cờ bạc? Nhưng mà đúng không? Con heo chuồng màu đen. Con heo bích cũng đen vậy. Thì bây giờ hai con heo đều màu đen. Ôi trời ơi chơi gì hổng phục lắm. Sao không phục? Ở vô chùa đó con heo màu đen à. Trời đất ơi thì giờ ai mà không chơi vui gỡ. Tôi muốn gỡ. Trời đất ơi gỡ luôn hả? Gỡ mà anh gỡ. Con gỡ đi. Gỡ hai hỏi mới gỡ chứ. Bây giờ anh gỡ nè. Dạ. Con heo đỏ con gì? Heo heo đâu heo cơ. Sai. Heo gì? Con heo quay. Rõ ràng heo quay đúng không quý vị? Heo quay màu gì ạ? Có sai không? Ôi ba đi vô chùa kêu ăn heo quay rồi. Trời, có heo quay chay mà. Heo quay chay được. Đồng ý không? Vậy được. Rồi. Anh đố tôi vậy anh cũng không phục anh đâu. Ví dụ không phục hả? Anh đố con heo đố anh con cá nè. Mời em, mời anh. Bây giờ tôi đố anh con cá gì sáu chân. Con cá, trời trời, cá sáu chân hả? Có. Cá dôi. Sai. Cá mặt má. Sai. Cá là hét. Sai luôn. Chứ con cá gì? Cá hộp toàn cô gái. Ba người sáu chân đâu có thiếu chân nào quá. Trời coi như tôi thua anh đi. Đố anh cá gì hình tròn lẽ. Cá gì hình tròn? Cá lửa trâu. Sai. Cá chim. Sai. Cá mú. Sai. Cá gì? Cá viên chim. Ai đâu ai làm cái gì chi hình vuông. Ủa chi kỳ vậy? Ủa ta đố đúng rồi kỳ vậy. Trời ơi đó. Mà anh biết cá khô không? Cá khô gì? Đố anh con cá gì càng phơi khô nó càng ướt. Trời đất ơi. Khô là một bụng. Con cá. Cá gì? Cá khô. Sai. Cá khô mà. Cá bóng bú. Sai luôn. Cá diêu hồng. Sai. Cá đại thượng. Sai luôn. Cá gì? Cá nước đục. Nước đục là cái gì? Cục nước đá. Trời đất ơi, ghê ghê thì ghê ghê ghê. Trời đất ơi, được không quý vị? Trời ơi, chưa có thắng. Chưa được. Thi hát mà bây giờ có hát đâu. Giờ hát hả? Vô hát liền. Bây giờ nói nghe, cái ngày hôm nay là ngày đặc biệt mà. Đúng. Ngày hôm nay mình gây quỷ cho chùa mà. Chính xác. Mình mời được ai tới đây là càng nhiều người càng quý đúng không? Một mình em làm hết cho. Một mình em làm hết luôn. Em bao cuối cho. Bao cuối luôn. Em mời hết cô sao về đây hết luôn. Gì ghê vậy? Em giữ vậy hả? Trời ơi thiệt mà. Rồi bây giờ em thử coi. Bây giờ anh nghe giọng đàm Vĩnh Hưng không? Trời, Thành Vĩnh Hưng mới làm live show hôm qua. Em hát hôm nay. Ủa? Ủa hát hôm nay hả? Hôm qua live show đàm Vĩnh Hưng ngày được. Em thắp sao trời. Rồi. Hôm nay live show em ngày hôm nay mưa quá trời. Trời ơi. Rồi nói hay quá bây giờ vô hát liền nè. Phong cách đàm Vĩnh Hưng nha. Phong cách đàm Vĩnh Hưng là chuẩn bị như quý vị. Bắt đầu. Sợt. Bắt thôn con vì con sớm mẹ. Bắt thôn con vì con sớm bà. Bà nhà bà cũng thương yêu nhớ. Xá là nhớ. Gần nhau là ơ ai.
Ôi, vỗ tay quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị. Bà hát gì làm thương gì mà trực trực dữ vậy? Không cách vậy mà. Không cách gì mà mệt cái nách gì vậy? Trời ơi, không cách tay vậy mà. Rồi bây giờ còn ca sĩ nào nữa không? Cái đó kêu bằng phong cách tét cái nách. Phong cách tét cái nách luôn à? Tiếp à? Tiếp đi, tiếp đi. Trong ca có nữ ca sĩ Phương Thành. Ê, tôi thích Phương Thành lắm nha. Hát đứng cái tướng với Phương Thành luôn. Phương Thành đứng sao? Tướng đứng với Phương Thành nha. Ờ. Ê, Phương Thành thì giang hồ mà đứng cái gì vậy? Vô chùa mà đứng gì kỳ vậy? Cái phong cách chị Phương Thanh vậy á. Phương Thanh gì đứng kỳ á? Anh cái tướng chị Phương Thanh gọn. À. Còn cái tướng em nó hơi phu đất đi. À. Phong cách Phương Thanh nha. Rồi phong cách Phương Thanh. Hát bài giả vờ yêu cho nó lạ. Bội giả vờ yêu luôn hả? Cầm bi rô giống Phương Thanh luôn. À, cầm bi rô làm sao đâu? Bắt đầu. Lần cuối ta đón tay nhau, thì hơi nơi hết đi nhau. Trời ơi, thí sinh này quá là xuất sắc luôn mà nó thiệt. Tiếp theo. Ủa, tiếp theo nữa hả? Dạ, con của nam ca sĩ Lam Trường. Trời ơi, Lam Trường là tôi mê lắm nha. Đó, bác chứa Lam Trường, bác chứa từ phong cách rồi mới tới giọng hát. Đúng rồi. Phong cách của Lam Trường ai cũng biết. Đúng. Hãy nhìn vô và kêu phong cách Lam Trường. Đúng vô. Lấy. Lam Trường này tay biến mà. Nó biến đâu? Này đây. Nó phong cách cái Lam Trường vậy mà. Lam Trường vô kỳ vậy? Trời ơi, mỗi lần hát ngậm cái môi dưới vô. Ngậm sao? Nuốt vô giả ra mới hát. À. Còn cái môi dưới nó còn hay không là hên xui. Ôi dồi ôi. Nghệ thuật là hên xui mà. À. Phong cách lại Lam Trường nha. Bắt đầu. Nghĩ ra cái đi kè đi lên hình tươi lên cái kì lên cái bướng xe phải gì chừng lắm bây giờ lên yêu đi đâu xin chút này. Wow wow. Ê, trời đất ơi. Lam Trường mà cô cú cú đó chứ. Thật quá Lam Trường ca hay lắm. Lam Trường. Hay Lam Trường mỗi lần phiêu đó là đúng rồi, ta hay vậy. Tại tôi là chị Hoa Hoa nên tôi bố. À là đặc trưng riêng. Anh nghe giọng hồ Ngọc Hà không? Tôi thích hồ Ngọc Hà lắm nghe. Thích không? Tôi thích lắm nghe. Khoái không? Tôi khoái lắm. Mê không? Mê. Về lên YouTube nghe đi không? Gì kỳ vậy chạy? Chứ em chưa có dài em hát chưa được. Sao mà quái cái đầu thiệt chứ chạy? Được không? Nãy giờ là thấy chào cũng được nè. Đối đáp được, hát cũng được. Vậy em hát của em đi. Gần của em nữa hả? Bây giờ em giả giọng thôi. Rồi. Bây giờ em hát giọng cổ đi. Đúng rồi, bây giờ phải vô giọng cổ nè. Lại thấy chị Chinh Chinh hát cổ quái quá, giờ cho em hát cổ đi. Trời. Lan và Điệp. Sân khấu này là của em. Em nhìn chùa là em nhớ Lan và Điệp. Em hát cái đoạn Lan tuyển Điệp riêng đi học nha. Cái đoạn đó là buồn dữ lắm. Rồi. Điệp ơi Lan thương Điệp vô cùng vô tâm. Dừng cái vậy? Có dừng gì đâu? Vô thụ vô tập được không? Được. Ghét hát cầu khen. Cái hát mà nhìn cái mặt ấy như Thúy Liễu á. Gì mà Thúy Liễu? Điệp ơi Lan thương Điệp vô bến vô bờ. Giọng nữa. Không có, tại thấy cái mặt hát mà cái nọng nó lung nó kỳ quá. Giọng nó nọng trời mặt ông trời. Trời ơi, nguyên cục mỡ. Ta hát mà nhìn hoài. Tôi hát mà khỏi cãi luôn hả, cái gì? Hát câu khác nha. Câu khác đi. Câu đó chưa đủ ý nghĩa phải không? Không. Vậy tôi hát câu khác nha. Câu khác đi. Con gì giờ ta? Điệp ơi lắm thương Điệp vô. Vô cùng tận không được hả? Không được. Vô bến vô bờ không được. Không được. Phải... Lắm thương Điệp đâu có thương bao mà sao mà chọn chung vậy với ta? Điệp ơi lắm thương Điệp vô. Định. Đi. Hát gì đâu vậy? Sao hát cái vô vậy? Vô địch. Ờ, chị hát cái vô địch vậy? Ồ, không nghe tao nói là Việt Nam vô địch. Tính nhưng mà cái đó là Việt Nam. Đúng Việt Nam là vô địch là không ai bằng rồi. Đúng không? Đúng không? Vô địch là không ai bằng mình rồi. Đúng. Sao anh vô duyên quá vậy? Ủa, gì kỳ vậy? Hát bạn khó quá, mà hát cái gì vậy? Trời đúng rồi, bài hát Lan gì đêm tao hát bài hát. Bây giờ hát bài dành tặng anh luôn rồi. Bài có dành tặng tôi luôn hả? Dành tặng anh luôn. Đã gì trời? Tôi sáng tác. Trời anh sáng tác luôn hả? Bài hát được mang tên Cực Lạc. Cực. Dành tặng anh trong cái dịp hạ quyệt. Cực lạc mà còn hạ quyệt nữa. Nghe nè. Thà làm con sáng chết trên mặt vang. Thà làm con chim chết sông nằm im. Đừng như con chó chết sông nằm đó. Sông mà không dê biến thành ba đê. Cái gì vậy ấy? Hả? Nè. Cái vậy? Bên đây đâu? Đâu nói đâu? Tôi con trai đàng hoàng nha. Vậy đó hả? Tôi con trai đàng hoàng. Trời ơi, giống trai nước tượng tầm thì tầm hiểu quá. Thôi. Nãy giờ anh muốn
ở đây là thấy em vui vẻ thì tiếp đón anh Hân em. Dạ. Chứ cớ chữ đi à. Trời ơi, nãy giờ tưởng người đàn ông đích thực chứ. Lấy gì? Ai về người đàn ông thích được. Trời ơi. Anh này nghe coi chừng nha. Không bó luôn đi anh. Rồi. Bây giờ là nãy giờ chúng ta đã trải qua hết tất cả các vòng thi của thí sinh này rồi. Dạ. Bây giờ khỏi khoa khán giả có đồng ý không? Có, trời ơi. Trời ơi, vậy thì tôi cũng xin tuyên bố. À, thắng lại, thắng lại. Anh không phải là người thắng cuộc trong ngày hôm nay. Ủa gì vậy đó? Trời đất ơi anh ơi, tôi nói nghe. Tôi thi có mình tôi mà tôi không thắng được hả? Trời đất ơi, muốn làm ca sĩ đâu có dễ. Cái gì vậy? Ca sĩ là người ta phải đi đào tạo, phải có kỹ năng, chứ đâu có phải là đi hát nhái giọng người này người kia đang vậy được. À đúng rồi, ca sĩ phải hát đàng hoàng. Phải hát đàng hoàng chứ không có hát tầm bậy, không có hát tầm bậy nhái giọng người này người kia được. Dạ. Ừ. Bây giờ em sao? Bây giờ này nè. Anh bây giờ vô thăm đã tới rồi. Ở bên chùa Vô U đang có một cái chương trình kêu quỹ từ thiện. À. Tới đó hát góp vui với bà con. Dạ. Bà con ở đó mà đồng ý mà ủng hộ, tôi giữ anh lại hát cho chùa Vô U được chưa? Được, đồng ý. À, chúc mừng em. Dạ, thì bóng mà đến đây là hết. Do bạn và Lâm Nguyễn xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị. Anh xin cảm ơn phần sân khấu của diễn viên Lâm Nguyễn và danh hài trẻ Gia Bảo. À, kính thưa tất cả quý vị, và với những nụ cười duyên dáng trong tiết mục hài vừa rồi thì chương trình của chúng ta cũng đã đến giai đoạn kết thúc. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị Phật tử đã đến với chùa Vô U trong buổi tối ngày hôm nay. Trong quá trình làm nguyện, nếu có gì sơ suất, con xin được cảm ơn sám hối với tất cả quý thầy cũng như tất cả quý Phật tử. Chúng ta quan hệ cho nhau và chúc cho công trình của sư cô được thành công tốt đẹp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.